Sám văn. Tính tướng Bồ Tát Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: Kinh này gọi là Nghiệp Tội Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục Kinh. Các người nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp, công đức vô lượng. Kinh Tạp Tạng ghi: Có con quỷ bạch với Ngài Mục Liên rằng: Thân tôi không có đầu, nhưng hai vai có mắt, ngực có mũi miệng, do nhân duyên gì mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi làm học trò ở nhà hàng thịt, khi thấy giết trâu bò thì tỏ ra vui mừng, lấy dây trói, lôi kéo nó. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó chỉ là qua báo, quả kết sẽ là ở địa ngục. Giải thích: Chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta khởi ác niệm tùy hỷ với việc sát sinh, cả đến góp sức hỗ trợ giúp người tạo ác nghiệp đều lãnh thảm báo nặng đề, huống là đích thân tự làm. Chúng ta nhất định phải diễn ly thập ác sát sinh, cả đến ý niệm tùy hỷ thôi cũng không được khởi. Sám văn. Có con quỷ hỏi Ngài Mục Liên: Thân tôi như khối thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, lại thường bị trùng, chim mổ, cắn rứt ăn, gây đau đớn không thể chịu nổi. Vì nhân gì mà mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi cho người uống thuốc độc phá thai, hại sản, khiến chúng sinh không toàn mạng sống. Vì nhân ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: Đây là ác báo phá thai. Tôi từng nghe người kể, có người phá thai do thai nhi đã lớn không thể kéo ra, nên trước tiên hễ ló tay cắt tay, ló chân cắt chân, tóm lại là cắt thai thành từng miếng rồi lấy ra. Ôi chúng sinh trọ đáng thương, vì nhất thời ham dâm dục, không chú ý tránh thai, để cho sinh mệnh hữu duyên nhập thai, tạo thành thống khổ cực lớn. Thai nhi này có lẽ đã luân hồi trong ác đạo ngàn vạn năm, nay mới được cơ hội đến thế gian làm người, nhưng lại bị tước đoạt mạng sống, mà người tạo thống khổ đoạt mạng lại là cha mẹ của em. Đời này lẫn đời sau, họ tất bị ác báo giáng thân. Vì vậy, những nam nữ phá thai, thậm chí người phụ giúp phá thai, hãy mau sớm quỳ trước Phật sám hối, vì thai nhi thành tâm tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh, tụng bao nhiêu biến mới có thể diệt tội, tùy theo tâm thành mà định. Nếu biết hối tội, tâm như Thái Sơn đổ, thì tụng một biến liền có thể tiêu nghiệp, may mắn được thai nhi tha thứ. Còn nếu cứ thản nhiên không thấy mình có lỗi, chẳng sinh tâm sám hối, thì dù tụng trăm quyển cũng không thể giải nghiệp. Một nữ bác sĩ của bệnh viện lớn nọ chuyên đảm trách việc phá thai, sau khi nghe tôi giảng xong, nước mắt bà rơi tràn rụa. Do bà giỏi tay nghề kỹ thuật cao, nên có rất nhiều thai phụ tìm đến nhờ bà phá cho. Hiện nay bà đã về hưu, cả đời phá bao nhiêu thai bà cũng không nhớ hết được. Hiện toàn thân của bà đang bị căn bệnh đau đớn không tên, giờ mới biết rõ nguyên nhân. Bà hỏi tôi mình phải làm sao. Tôi khuyên bà nên làm như tôi vừa thuyết giảng. Hôm sau bà nhờ người báo tin cho tôi hay rằng tối đó bà quỳ trước Phật, vừa khóc vừa tự đánh vào mồm mình. Tôi không hề đề xướng là phải tự giả mình. Bà nói do mình không hiểu Phật Pháp nên đã mê muội tạo ra nhiều thống khổ cho vô số sinh mạng hài nhi, tội khó dung thứ. Giờ đây xin tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị bà làm hại, khẩn cầu Phật lực gia hộ cho các bé sớm lìa khổ được vui, trở về nhân gian, sinh trong gia đình thiện lành, được tu học theo Phật Pháp. Bà kể không nhớ rõ mình đã tụng bao nhiêu bộ kinh, mãi cho đến khi mắt không còn mở ra được nữa và ngủ thiếp đi.
bà mơ thấy mình ở một nơi hỗn độn mịt mù, không có trời đất. Đột nhiên nghe vô số tiếng trẻ con gọi má ơi bên tai mình. Mới đầu nghe gần, rồi dần dần xa hẳn, cho đến khi không còn nghe nữa. Giật mình thức tỉnh, bà ngồi bật dậy, cảm thấy toàn thân trở nên thư thái dễ chịu chưa từng có. Bà lập tức hiểu ra, lòng thành của mình đã được các vong thai bị hại tha thứ, và chúng đã chịu rời bỏ bà đi đầu thai làm người rồi. Thế là bà liền đứng dậy, đến quỳ trước Phật đường, dập đầu lạy tạ ơn cho đến khi trời sáng. Lúc rửa mặt mới phát hiện hai bên má đã hết bị nám đen, hồng hào trở lại. Bà phát tâm bỏ ra một dạng in kinh ấn tống. Tôi kể câu chuyện này cho chư vị biết là muốn nhắc nhở mọi người phải thực sự biết lỗi thành tâm ăn năn, vĩnh viễn không tái phạm lại mới là sám hối. Nếu chỉ đọc văn sám ngoài miệng mà trong lòng không thực sự ăn năn chừa bỏ thì không gọi là sám hối, nên chẳng diệt tội được. Ngoài ra, do nước ta theo chính sách một con, nên các vợ chồng cần tiết chế, lo người thai tốt, đừng để xảy ra cảnh phá thai, tội này sẽ phải gánh rất thảm. Những gì đã phạm tội thì phải biết ăn năn sám hối, nên tận lực cầu siêu cho thai nhi.